Anh nên lại rót anh nhiều mà anh đây giờ bao nhiêu bắt cái gì rồi dòm lên chiếc ghế phụ, dòm lên rồi giờ mình cho nhà trai cô bác ha. Anh cứ để cái đi. Rồi bên nhà trai trao qua, bên nhà gái bước tay bước. Nhà gái bước tay bước đi. Rồi đó trao thấp tay nha. Hả? Rồi bên nhà gái lấy về luôn. Đầu tiên đi theo đi, đi phòng cho chú ấy luôn, đi lên đây. Chết nhỏ chiếc ghe rồi, nặng quá con ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.